Tiểu sử hoàng tử sầu muộn Bolero Thanh Tùng. Thanh Tùng tên thật là Nguyễn Vũ Thanh Tùng, sinh năm 2008. Thanh Tùng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Khi gặp Thanh Tùng, cảm xúc đầu tiên đó là em lễ phép và rất ngoan. Mặc dù đang là ngôi sao trẻ, được nhiều báo đài săn đón, nhưng em vẫn rất gần gũi. Khi trò chuyện với phóng viên, em hài hước và rất duyên, như chính câu chuyện em kể. Em đến với cuộc thi giọng ca vàng Bolero Việt Nam là một cái duyên. Em hay nghe nhạc để thư giãn và để thỏa đam mê sau những giờ học tập căng thẳng ở trường lớp. Và em đã biết đến cuộc thi qua mạng xã hội. Tuy nhiên, em cũng đã phải tìm hiểu rất kỹ thì mới quyết định đăng ký dự thi, Thanh Tùng trải lòng. Ở tuổi của Thanh Tùng, nhiều bạn còn đang được bố mẹ chăm lo từng chút một, nhưng với Thanh Tùng lại khác. Em tự lập từ nhỏ, bố mẹ vất vả lo toan cho cuộc sống nên em phải luôn tự giác mọi việc. Chính vì vậy, trong suốt thời gian học tại trường, em đạt được danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền và đều được thầy cô quý mến bởi thành tích học tập tốt và tính cách thật thà, giúp đỡ mọi người và luôn kiên trì nỗ lực. Em nói trong sự xúc động, mẹ em làm việc rất vất vả, lo cho gia đình. Lúc em đăng ký thi mẹ cũng không biết, mãi sau này khi thi vòng sơ khảo tại thành phố Hồ Chí Minh mẹ mới biết và mẹ cũng ủng hộ em. Mặc dù gia đình em không có ai theo nghệ thuật, mẹ cũng lo lắng, sợ em vấp váp khi theo đuổi đam mê ca hát. Nhưng mẹ vẫn ủng hộ và mẹ đã theo em trong suốt thời gian em tham dự cuộc thi tại vòng bán kết ở thành phố Đà Nẵng và vòng chung kết tại thủ đô Hà Nội. Trong hành trình sự nghiệp nghệ thuật của mình, ca sĩ nhí Thanh Tùng đã trải qua những thử thách và khó khăn không hề nhỏ. Với hơn 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa thứ 6 năm 2023, việc vượt qua mọi đối thủ để giành giải triển vọng giọng ca đã chứng minh sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của em. Những thử thách không chỉ làm cho con đường thành công trở nên gian nan hơn mà còn là nguồn động viên để Tùng tiến xa hơn. Đằng sau mọi thành công, sự đam mê luôn đóng vai trò quan trọng. Ca sĩ nhí Thanh Tùng đã chứng minh rằng tình yêu và đam mê với nghệ thuật là nguồn cảm hứng không tưởng. Từng giai điệu, từng ca từ đều được em thể hiện với sự tận tụy và cảm xúc chân thành, tạo nên những màn trình diễn đầy sức hút và sức sống. Đam mê nghệ thuật không chỉ là nguồn động viên trong những lúc khó khăn, mà còn là ngọn lửa thúc đẩy Tùng không ngừng tìm kiếm và thể hiện sự sáng tạo. Với tiếng hát mang đậm nét buồn và giàu tình cảm, mỗi lần cất tiếng hát, mọi người nghe như tưởng chính em là nhân vật chính của các sáng tác của nhạc sĩ. Khả năng của Thanh Tùng trong việc truyền tải cảm xúc và đắm chìm người nghe vào từng giai điệu đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Khán thính giả đã đặt cho em biệt danh Hoàng tử sầu muộn, thể hiện sự thấu hiểu về khả năng của em trong việc thể hiện những bản tình ca đầy cảm xúc và tâm hồn. Thanh Tùng cũng rất vui vì sau cuộc thi em được mọi người quý mến và yêu thương em hơn. Đồng thời, em cũng vui và hạnh phúc vì được đồng hành cùng với thầy cô là những huấn luyện viên luôn nhiệt tình chỉ dạy cho em từ vòng sơ khảo cho tới vòng chung kết xếp hạng. Và ba Long Nhật, danh ca Long Nhật, đã gặp em tại cuộc thi và nhận em làm con nuôi. Và được gặp và học hỏi chính thần tượng của em là danh ca Giao Linh. Chính giọng hát buồn, man mác qua những ca từ trữ tình mà gần gũi đến lạ của em đã làm lay động khán thính giả có mặt tại đêm thi và khán giả truyền hình. Và mọi người đã yêu ái gọi em bằng cái tên Hoàng tử sầu muộn. Với danh hiệu giọng ca triển vọng giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2023, Nguyễn Vũ Thanh Tùng đã chứng minh sự đáng kinh ngạc của mình trong làng nhạc Việt Nam. Con đường thành công của em không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết mạnh mẽ giữa niềm đam mê và sự kiên trì. Với khả năng biểu diễn tuyệt vời và khả năng cảm nhận sâu sắc, Tùng đã xây dựng cho mình một tương lai triển vọng nơi em sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu và chinh phục trái tim của khán giả. Nổi tiếng ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng em cho biết việc em ưu tiên vẫn là học tập. Em chỉ đi hát vào dịp nghỉ hè hoặc khi em có thời gian dành.
Em cũng đang tìm hiểu học hỏi và trau dồi thêm những kiến thức về thanh nhạc để ngày càng hoàn thiện, trở thành một người hát bolero ngọt ngào và tình cảm như các bậc tiền bối đi trước. Em có dự định cho mình sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông đó là thi được vào trường chuyên đào tạo về âm nhạc, được đi hát, được đứng trên sân khấu để thỏa chí đam mê và phụ giúp cho chính gia đình của mình và những hoàn cảnh còn khó khăn khác. Ra diết với những ca từ khi đứng trên sân khấu là vậy, nhưng ở ngoài đời em vẫn rất vô tư, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Chúc cho hoàng tử sầu muộn Thanh Tùng có nhiều dự án mới trong âm nhạc và được khán giả yêu thương đón nhận nhiều hơn nữa trong tương lai. Hành trình thành công của ca sĩ nhí Thanh Tùng là một bài học đáng quý về sự kiên trì, đam mê và khả năng vượt qua khó khăn. Từ việc vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành giải thưởng danh giá cho đến cách em thể hiện sự đam mê mãnh liệt trong mỗi màn trình diễn, Thanh Tùng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành nghệ thuật. Không chỉ là câu chuyện về một gương mặt triển vọng mà còn là một câu chuyện về lòng kiên nhẫn và đam mê không ngừng nghỉ.